Xin chào. SH mới đó. Đúng rồi. Bây giờ đi kiếm cái thùng gánh cho nó. Anh nghĩ rằng là về nhà anh đi, nhà anh có cái thùng. Ngày xưa anh gánh Exeter á. Bố lấy đồ bố gánh cho xe. Bố có về quán, nhưng bố đi xe máy mà. Đây rồi, à, đây là cái thùng Givi mình đã mua từ năm 2012-2014 gì đó. Khi đó mình mua cái xe Exciter. Ok, good, vẫn chạy. Bây giờ thôi. Mẹ ơi. Làm sao? Chết, nhưng mà vậy nó vẫn dùng để trà được mà. Con xài nó rồi giờ con gắn vô cái xe mới. Vậy là xong. Nó vẫn còn ngon như vậy. Ngày trước mình cũng đã xài mất khoảng hơn 2 năm nắng mưa các kiểu. Rồi. Đồ vẫn còn ngon lắm. Givi Việt Nam nó không còn bán nữa, lâu quá rồi, hết model rồi, giờ là mấy cái thùng đẹp hơn nhiều rồi. Mình thích cái thùng này là bởi vì nó đơn giản và nó vuông vức chứ nó không bầu, nên nó không có mấy cái đèn gắn thêm, không thích mấy cái thùng có mấy cái đèn gắn thêm. Cái tem Givi này nó ở ngoài nè, nhưng mà mình không thích, mình lột dở ngoài trong. Không, mang tự sửa xe nè, cho nó thay cái bát cho mình thôi. Chỉ cần bắt được cái miếng này nè, miếng trên này nè, lên đây là cái thùng nó vô được. Cái này chỉ là cái đó à. Nó có đồ nó gỡ đó thôi. Ừ xong em cầm đi. Hên quá vẫn còn. Em nhờ bắt em cái in cái ba ga cái. Anh gỡ em cái bát trên này ra nè. Khỏi cái này xong rồi gắn lên đây thôi. Không biết cái ốc này làm tốt ghê, 5 năm mà còn sáng loáng à. Thôi đừng có chặt quá, để canh cho nó hai bên cho đều ạ. Không. Đồ. Ngon lành. Có. Mua từ hồi 2014 á, giờ không hồi đó đi chiếc Exciter á. Mà dục đi quá trời luôn, mà dục giờ lấy ra rửa vẫn ngon. Cái nhựa tốt ghê á. Tốt mà. Ừ. Nó chết cái thùng để mình đựng đồ. Ừ. Ok. Rồi, cho xin 50. Yeah. Cho xin 50 đi. Chà.